Vâng anh em ạ, đây là màn hình gaming. Chính xác hơn là màn hình gaming đến từ hãng HKC. Nó có một cái mức cấu hình thực sự khá là cao đấy. Nhưng mà tại sao nó như thế này anh em nhỉ? Để tìm hiểu tại sao nó lại trông như thế này thì hãy cùng xem video này nhé. Thì anh em thể nhìn thấy đây là chiếc màn hình HKC MG27S9QS anh em ạ. Nó khác với cả phiên bản cũ là phiên bản chỉ có Q thường không có chữ S. Đó chính là nó được nâng cấp lên về tần số quét. Em màn này là một em màn hình 27 inch 2K 155Hz luôn. Chơi game thì cứ phải gọi là mượt mà. Nhưng cái điều đặc biệt ấy, cái điều gọi là làm nên mùa xuân cho chiếc màn hình ấy, đó chính là những cái đường nét của nó. Những cái góc cạnh, những cái đường nét của nó thì phải gọi là hoàn hảo. Nhìn trông rất là giống một chiếc màn hình đồ họa và cảm giác rất là sang trọng khi mà anh em đặt trên bàn của chúng ta. Tất nhiên cái build design này, đây, cái chất lượng build nó này, nó cũng cái mặt lưng chỉ là nhựa thôi, nhưng chúng ta sẽ vẫn được một cái chân này hoàn toàn là kim loại anh em nhá. Em màn hình này thì sẽ có tổng cộng là 3-4 cổng kết nối, 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort và 1 cổng Type-C để anh em gắn những thiết bị của mình vào, chẳng hạn như Steam Deck của mình chẳng hạn. Đấy, rất là đơn giản, cắm một phát vào luôn, ngon luôn. Việc chơi game trên này thì thế nào nhỉ? Để mình thử luôn nhá. Và về cái trải nghiệm thì anh em ạ, phải nói là mượt, phải công nhận là mượt thật. Em màn này thì đang có cái tần số quét là 155Hz và mình đang chơi CSGO ở mức trên 200 một chút với chiếc card RX 6500 XT với cả 5600 thường rồi. Thì cái mức hiệu năng đấy là một mức hiệu năng rất là ổn và đi kèm với chiếc màn hình này thì không thể nào mà không ổn nữa. Đấy. Nhưng cái điều mà quan trọng ấy mà anh em phải hiểu rằng ấy đó chính là sẽ có người nhận thấy được cái sự khác biệt giữa 240 và 155. Ví dụ như mình đây, mình nghĩ rằng kiểu gì mình cũng sẽ nhìn, ví dụ như mình cho xem một con màn thôi, 140 với cả 155, 240 thì mình kiểu gì cũng nhận thấy được đâu là màn 240. Nhưng với đa số anh em ấy thì mình nghĩ rằng là không đâu. Đa số anh em thì chỉ cùng lắm là 140, 145, 150 đã là quá cao rồi. Đấy. Và việc chơi như này thì nó thật là quá là mượt mà. Việc sở hữu một chiếc màn hình tần số quét cao là cực kỳ hợp lý với cả những anh em nào mà muốn chơi những tựa game eSports hay là những tựa game FPS như thế này, ví dụ như là Valorant, CSGO hay là Apex Legends, thì việc mà sở hữu một chiếc màn mượt cực kỳ là quan trọng luôn. Ví dụ như Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota thì không nặng nề đâu, nhưng CSGO 60 với 14 là hoàn toàn khác, và 60 so với cả 155 cũng hoàn toàn là khác đấy anh em ạ. Vì nên là việc mua một chiếc màn hình QS này của HKC ấy cũng vô cùng hợp lý. Một cái điểm yếu của em này đó chính là thế nào nhỉ? Mình đang bị nhận thấy một cái điểm yếu thôi, đó chính là em này sẽ không gắn được chân ngoài. Bởi vì nếu mà anh em nhìn đằng sau thì sẽ không hề có VESA. Chân VESA không phải là chân VESA 75-75 hay là chân VESA 100-100, mà nó chỉ có đúng một cái chỗ để anh em gắn cái chân sắt của nó thôi. Mình biết rằng chân sắt này rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, nhưng nhiều khi anh em mong muốn đó chính là để màn hình sát vào mắt này, nhìn trông sắc xịt này, thì lúc đấy chiếc màn hình này lại bị hơi yếu thế một chút. Thành ra là đây nó phù hợp hơn với những anh em nào đang có mong muốn là làm đẹp góc gaming của mình, vẫn mang tinh thần một chiếc máy như kiểu là một chiếc máy Apple, vẫn mang tinh thần một chiếc máy kiểu nhẹ nhàng êm dịu mà không muốn chi tiền vào những bộ máy quá là hầm hố. Bởi vì đa số các bạn bây giờ ấy nhìn trông hầm hố thực sự anh em ạ. Thì việc mà có sở hữu một chiếc màn hình HKC như này, mình nghĩ rằng cũng gọi là tạo nên một tinh thần nhỏ nhẹ cho bộ máy tính của anh em. Mình khá là thích điều đấy. Nói đến màn hình gaming thì nhiều anh em sẽ nghĩ rằng cái màn này chắc chắn là đồ họa chả đến đâu vào đâu đúng không? Nhưng không anh em nhá. Cái độ phân giải 2K với cái tần số quét là 150Hz và kích cỡ màn hình 27 inch là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Nhưng còn hợp lý hơn vì tấm nền này là tấm nền IPS anh em nhá. Và đồng thời một điều nữa đó chính là không chỉ IPS bình thường, em này có một cái gọi là độ phủ màu khá là cao. Như anh em nhìn thấy trên màn hình đây, 100% giải màu sRGB, 9 mấy 8 mấy cho Adobe RGB và gọi là DCP3 luôn, không có một cái gì gọi là thiếu thốn thì ạ. Màu cũng cực kỳ là đẹp, chỉ delta E khoảng tầm 1 chấm mấy thôi. Thực sự mình thấy khá là ấn tượng với cả con màn này. Một cái điều mà bị yếu một chút về mảng màu đó chính là cái gamma. Gamma của em này thì hơi bị lệch một chút. Ví dụ như ở setting gamma 1 ý, thì nó sẽ là 2.5 và gray là 2.5, còn gamma 2.5. Còn ở gamma 2 thì là 3 chấm cơ, tức là một cái độ gamma khá là lệch. Bình thường các màn gamma ở khoảng tầm 2.2 là hợp lý. Chơi game mượt thì có option là ok hơn không? Cái máy em này chắc chắn là hợp lý với những anh em nào đang chơi những bộ máy ví dụ như là RTX 4070 hay là 4060 Ti, bởi vì những cái bộ máy đấy thì mình có thể chén
những tựa game ở 2K ngồi cho nó hẹp một cách mượt mà được, bởi vì không phải là máy, không phải là một con gì, không phải là một chiếc cạc nào, không phải là một chiếc CPU nào, không phải chiếc gì cũng có thể cân được tất cả các tựa game ở 2K mà 144Hz đâu anh em nhá, 155Hz đâu, mà là phải tùy vào các máy đấy. Thế nên nếu mà anh em muốn sử dụng những bộ máy cũ, tức là những cỗ máy cũ hơn, những chiếc cạc cùi hơn, ví dụ là 1650, 1660 Super hay 2060 mà vẫn muốn đạt được 155, 165Hz hay là 240Hz thì phải chơi màn nào? Chắc chắn là màn này anh em ạ. Rồi, đây thì nó lại là một chiếc màn kiểu khác anh em ạ. Anh em thì nhìn đây, FPS max bằng 0. Đấy, bằng 0 đúng không? Thì cái chiếc màn này là chiếc màn MG27 H7F anh em ạ. Em này thì cũng là 27 inch nhưng mà nó có khác biệt một chút so với cái chiếc màn kia. Cả hai chiếc màn này đều sử dụng tấm nền Fast IPS, nhưng chiếc màn này thì sẽ là Full HD thôi anh em nhé. Full HD thôi. Để đánh đổi lại cái sự Full HD đấy thì chúng ta sẽ được tăng lên một chút về tần số quét, đó chính là lên 165Hz, một cái mức cao hơn kha khá. Thế thì gọi kha khá là đúng nhỉ? 10% à? Chơi 10%. Nhưng tại sao lại anh em lại nghĩ tới việc mà mua một chiếc màn hình Full HD ở độ phân giải này? Đầu tiên mình sẽ nói cho anh em một số cái bất lợi thế khi mà anh em mua màn hình Full HD ở cái kích cỡ này nhá. Thì ở 27 inch và Full HD thì anh em sẽ nhận thấy rằng là những cái chữ của anh em hơi rỗ, tức là như kiểu anh em xem một chiếc hình Full HD trên một tấm nền 4K ấy, nó sẽ bị hơi vỡ một chút, bởi vì cái khoảng cách giữa pixel nó to hơn rất nhiều so với cả 2K trên một cái màn hình 27 inch, người ta gọi là pixel density đấy, tức là độ dày của pixel trên một inch, thì chắc chắn là một chiếc màn hình Full HD không thể nào mà sánh vai được với cả một chiếc màn hình 2K được. Đó. Và việc nhưng được cái một chuyện đó chính là chúng ta sẽ được tăng về mức FPS. Cái mức FPS nó không phải là tăng như kiểu gì cả. Đây anh em thử nhìn này, display setting này, Full HD nhá. Anh em có thể chỉnh lên trên đó chính là 165Hz. Và bởi vì nó là một chiếc màn hình Full HD, thế nên là chúng ta có thể render ở những cái FPS cao hơn một cách dễ dàng hơn đối với những bộ máy tính của anh em. Chẳng hạn như là đây mình đang sử dụng đó chính là chiếc RX 6500XT. Thì lúc nãy được có trăm mấy FPS thôi, bây giờ thì đã lên đó chính là 200-300 đồng đều rồi, không có gì phải gọi là khó khăn cả. Đấy, và sấy sụp nó kiểu thì cứ phải gọi là mượt phần này, không có một chút vấn đề gì hết. Tất nhiên chúng ta sẽ bị một cái vấn đề, đó chính là những cái tấm màn như này, màn này thì nó sẽ rẻ hơn em màn kia một chút, khoảng tầm hơn 1 triệu, và nó sẽ bị hy sinh một tẹo về chất lượng màu. Độ phủ của nó thì không cao bằng, tất nhiên là vẫn 100% sRGB thôi, nhưng những cái DCI V3 hay là Adobe RGB thì chắc chắn là không bằng với cái chiếc màn hình kia. Màn hình kia đẹp hơn rất là nhiều, với cả độ sáng, độ contrast đồng đều hơn. Em này thì nó sẽ bị hơi sáng một chút, hơi chói một tẹo nếu mà so sánh về màu. Nhưng khi mà anh em nhìn vào cái thông số mà chúng mình đã đo đạc ấy, thì độ lệch màu của nó cũng cực kỳ là ok luôn. Nếu mà về nói thật ấy, thì anh em mà làm đồ họa trên này này vẫn có thể làm được nếu mà anh em mong muốn. Tất nhiên không thể nào mà chuẩn nhất được, 2KC sẽ có những cái giải pháp hoặc là chuẩn màu hơn cho anh em. Em này thì đặc biệt là gaming rồi. Em màn hình MG27H7F này nó có một cái thiết kế gaming hơn, từ cái tông màu mà nó lựa chọn, từ cái chân đế mà nó lựa chọn, và anh em có thể dễ dàng thay đổi chân đế nếu mà anh em mong muốn. Em này màn này chỉ có ngửa cục thôi, cũng giống em kia, nhưng nó được cái là nó có thể thay thế bằng chân của Vesa. Em này hình như là Vesa 100% thì phải. Tức là anh em muốn gắn cái chân gì vào cũng được, nó tùy thuộc vào anh em, và có thể để kéo chiếc màn hình gần hơn và anh em chơi game mượt mà hơn anh em ạ. Nói chung chơi thế này thì cũng có rất là nhiều các lựa chọn lung tinh thôi, và chơi thì thực sự đúng là đầu tư một chiếc màn hình tần số quét cao là hợp lý cho những em nào chơi những tựa game FPS. Việc mà mua em màn như này thì phải gọi là quá hoàn hảo luôn cho cái nhu cầu chơi của em. Và cái em màn ấy, mức giá hiện tại của nó đang chỉ có hơn 4 triệu một chút, và nó sẽ tạo nên một cái trải nghiệm chơi game mượt mà hơn rất nhiều so với những chiếc màn hình 60Hz của chúng ta. Về cổng kết nối của em này thì nó cũng sẽ có khá là nhiều cái cổng kết nối khác nhau, nhưng quan trọng là ví dụ như anh em sẽ có những tính năng chuyên biệt cho gamer ấy, chẳng hạn như đây game crosshair, chúng ta sẽ có FreeSync này để bật, ví dụ như chẳng này, nhưng tính năng chuyên cho gamer đúng không? FreeSync là để sync tần số quét với cả FPS màn hình. Cái này thì mình chưa bật bởi vì là những tựa game như này quá tần số quét rồi thì chả quan trọng đâu. Tiếp theo là chúng ta sẽ có crosshair đấy, để cho những tựa game mà anh em muốn bắn súng mà đây, chẳng hạn như đây, mình có thể chỉnh crosshair gọi là crosshair cheat được không? Cheater hả? Bật crosshair phát, crosshair 1, crosshair 2. Đấy, mình làm custom 1 đây. Đấy. Thế nên bây giờ mình có mua ốp về, mình vẫn có crosshair hả? Nào làm phát no scope à? Ôi, headshot luôn. Đơn quả giản luôn anh em ơi. Đấy, rất là dễ dàng.
Nào rồi, tao nào rồi, tao có xe rồi. Nó ra đây. Ơ, tôi thì bắn là cái kiểu gì nhỉ? Đâu vào. Đấy, có xe nó ở giữa màn hình nên là anh em sẽ bắn được dễ hơn. Gọi là có xe hack. Tính năng hack. Hoặc là anh em có thể chỉnh cái overdrive các thứ, chiếc màn kiểu nào là thôi, nhưng mà em màn này thì sẽ hợp lý hơn bởi vì đây là nó chuyên gaming hơn. Đấy. Ồ, mà nó phụ. Ui ôi. Bay màu chưa các bạn trẻ ơi. Đấy, hay là chỉnh cái khác đi. Chỉnh cái khác à. Đấy, mình có tắt cái có xe à. Đổi cái có xe. Anh em có thể đấy. Nhiều tính năng linh tinh lắm. Freezing này, timer này, overdrive này, để kiểu tăng giảm tần số quét, không ạ, giảm cái delay của máy nhưng mà tăng cái đây, nếu anh em nhìn thấy, nếu mà mình bật overdrive lên là cái hình bóng nó hơi mờ, nhưng mà được cái là nó sẽ khả năng cao là đạt được cái 1 ms giây mà HKC quảng cáo. Xong tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cả timer với những anh em nào mà muốn gọi là giới hạn thời gian chơi game của anh em 90 phút chơi game thôi, 90 phút này, đấy nó xong nó sẽ đếm ngược 90 phút ở trên góc màn hình của anh em này, hay là anh em tắt cái timer đây. Hay là bật FreeSync lên nếu anh em muốn. Nhưng nói thật thì ở những tựa game như này thì không cần phải FreeSync lắm. Ngoài ra anh có thể tự tùy chỉnh các setting của chính mình, ví dụ như là mode này, chỉnh cái mode mình thấy là standard là ok nhất. Color thì anh em cứ để ở user. User thì mình đang để ở chính là 50 này, 48 này, với cả 46 là mình được cái màu mình cảm thấy ương mắt nhất. Tiếp theo nữa nó sẽ có đó chính là aspect này hay là input này. Aspect thì không quan trọng ở 16943, không ai chơi 43 hết, chúng ta có thể lựa chọn giữa HDMI 1, HDMI 2 và DisplayPort, bởi vì em này có tận là 3 cái input màn hình như em kia nhưng mà thiếu mất một cái Type-C. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có chúng ta có thể chỉnh gamma. Gamma này thì khá hợp lý rồi, nhưng mình nhớ như gamma 1 là cái đẹp hơn rồi, đúng rồi, gamma 1 cái đẹp hơn. Đấy, chỉnh volume, volume nữa, rồi cả thời gian power off. Nói chung có rất nhiều các setting ở trên chiếc màn hình KHKC. Và mình cảm thấy khá là hài lòng với cái trải nghiệm sử dụng. Mình không nghĩ rằng là một chiếc màn hình bây giờ 4 triệu, 4 triệu rưỡi như này mà bây giờ vẫn có thể đạt được một cái mức mức gọi là chất lượng màn hình nó đẹp như này, anh em hiểu không? Một chất lượng màn hình nó đẹp như vậy, mình không nghĩ là nó có thể đạt được như thế đâu. Nhưng mà có vẻ như HKC đã đạt được rồi. Nếu anh em hứng thú với cả cái sản phẩm này thì hãy check ngay đường link dưới mô tả nhé. Mình sẽ để những sản phẩm này ở dưới. Một em màn hình Full HD phát IPS và một em màn hình 2K cũng phát IPS luôn. Nói chung là trời không cần phải nghĩ. Ok nhá. Rất cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em ở video sau.